Chào ngày mới, Khang Audio 1861 xin kính chào các thượng đế. Kính chúc các thượng đế ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn các thượng đế đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, các thượng đế vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Trân trọng kính mời các thượng đế ly chè xanh. Trân trọng giới thiệu tới các thượng đế một combo băng cassette. Ở combo này có 6 cuộn. Đây là những cuộn băng Sony HF90. Nội dung chương trình thì bây giờ mình đi vào từng cuộn một. Những cuộn băng này mình thâu xong thì mình kiểm tra âm thanh mặt A và mặt B rồi. Đủ tiêu chuẩn để đăng bán. Và nếu không đủ tiêu chuẩn thì chuyển sang Trần Văn Tặng. Cuộn băng thứ nhất, băng Sony HF90. Nội dung chương trình Thanh Tuyền. Chiều mưa biên giới anh đi về đâu? Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu? Kia rừng chiều ấm u rét mướt, nghe thích lắm. Cuộn băng thứ hai, Chế Linh Thanh Tuyển. Chế Linh đã hay rồi, là còn thêm Chế Linh Thanh Tuyển nữa thì càng hay. Cuộn băng thứ ba, Tuấn Vũ Sơn Tuyển. Tuấn Vũ Sơn Tuyển song ca đấy. Mới tìm ra được cái băng này hay lắm. Cuộn băng thứ tư, Mạnh Đình. Mạnh Đình Chuyện Giàn Thiên Lý. Mạnh Đình bảo là Chuyện Giàn Thiên Lý là đi theo suốt cuộc đời đấy. Mà cái ca khúc Giàn Thiên Lý này cũng làm nên tên tuổi của Mạnh Đình. Cuộn này là cuộn thứ 5, Ngọc Sơn. Ngọc Sơn. Ngọc Sơn này là Ngọc Sơn cũ nhé, chứ không phải là Ngọc Sơn mới bây giờ đâu. Cuộn này là cuộn thứ 6, Giao Linh Tuấn Vũ. Giao Linh Tuấn Vũ này thì hay, Đôi Mắt Người Xưa Vậy Em Sắp Về Chưa. Điểm danh lại, Thanh Tuyền, Chế Linh Thanh Tuyền, Tuấn Vũ Sơn Tuyền, Mạnh Đình, Ngọc Sơn, Giao Linh Tuấn Vũ. 6 cuộn này 50.000 đồng một cuộn, 6 cuộn là 300.000 đồng. 300.000 đồng là 6 cuộn băng này. Thế còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua được quyền trả. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup. Thời gian đâu mà giới thiệu 600 chiếc đài.